Xin chào, tôi là Hùng Mines. Mời bạn xem video. Như trong cái video này thì các bạn sẽ thấy được là một cái thông điệp, đó chính là về cái SMS Go. Đây là một cái giải pháp mà bên mình cung cấp. Thứ hai đó là một cái slogan, nó là Go to Success, tức là giúp cho chủ doanh nghiệp, giúp cho người kinh doanh để có được sự thành công trong kinh doanh đó. Thì đây là một cái video intro, đây là một cái video intro về cái thương hiệu SMS Go của bên mình. Và video intro thường được sử dụng trong những cái đoạn giới thiệu của những cái video về một cái chủ đề nhất định nào đấy. Thì đây là một cái video rất là tuyệt vời để giúp cho doanh nghiệp và cá nhân có thể là gia tăng sự nhận diện về mặt thương hiệu. Gia tăng sự nhận diện về mặt thương hiệu, nó có thể là một sản phẩm, nó có thể là một website, nó có thể là một thương hiệu cá nhân, vân vân và vân vân đó. Thì nếu bạn muốn tăng cái sự nhận diện thương hiệu thì video intro là một cái công cụ bạn không thể bỏ qua. Và ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn, giới thiệu cho bạn một cái công cụ giúp cho các bạn rất là nhanh chóng tạo ra những cái video intro, tạo ra những cái video intro trong vòng 2 phút, trong vòng 2 phút dành cho người không biết gì về công nghệ, không biết gì về công nghệ, mình có thể tạo ra một cái video intro rất là chuyên nghiệp trong vòng 2 phút và hoàn toàn là miễn phí. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên các bạn sẽ vào trang web có tên là Free Express, đó tiếng Anh của mình hơi cùi, Free Express. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản đó. Nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký cái tài khoản của bạn nhé. Ok, bước tiếp theo thì chúng ta có thể chọn ví dụ như là ở đây nó sẽ có 12 cái màu để miễn phí để chúng ta cho chúng ta lựa chọn. Ví dụ như là tôi sẽ lựa chọn ok hơi ồn ào đúng không? Đấy. Ok, đó đây là những cái màu này thì nó sẽ được tương đương với đô ở đây. Ví dụ như cái video này có giá là 70 đô, video là 7 đô 10 đô đấy. Tuy nhiên là ở trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta có thể là đó, đây là những cái templates, những cái chủ đề là miễn phí các bạn nhé. Đây là những cái chủ đề miễn phí thì chúng ta có thể là dễ dàng đấy để tạo cái video intro đấy, để chúng ta tạo cái video intro đấy. Ví dụ như tôi sẽ lấy đấy, ok, cinema. Đó, bạn sẽ lựa chọn đó, bạn sẽ lựa chọn một cái chủ đề đấy. Sau đó thì bạn sẽ vào phần custom now. Ok, bước tiếp theo thì bạn sẽ lựa chọn cái màu sắc, ví dụ bạn thích màu xanh hay là màu đỏ, đó màu đỏ nhá, hay màu vàng. Đó, tôi thích màu đỏ đẹp hơn, tôi sẽ chọn là màu đỏ. À, cái chủ đề đó. Tiếp theo là cái top line, cái top line bộ đặt nó có thể là tôi sẽ đặt nó là SMS Go chẳng hạn, tôi sẽ đặt nó là SMS Go được chưa. Với cái slogan ở bên dưới tôi sẽ đặt là Go to Success. Ok, đó tôi sẽ lựa chọn là 720 được chưa. Yes. Sau đó bạn bấm yes. Tiếp theo bạn vào để bạn xem cái phiên bản của bạn.
Ơi, nó đang sản xuất. Video này nó sẽ lưu trữ trong vòng 90 ngày. Ok, chúng ta sẽ bật kích vào để chúng ta xem. Xem trước. Flash. Chắc là mạng lại bị cá mập cắn rồi, cá mập đớp rồi cho nên là đường truyền tín hiệu thì nó hơi kém. Ok, và chúng ta tôi sẽ tải nó về, tôi sẽ bấm tải nó về. Tôi có thể là chọn tải HD chưa, và chúng ta là cùng chờ kết quả. Rất là xin lỗi các bạn, là đường truyền tín hiệu của mình ngày hôm nay khá là yếu. Chính vì vậy cho nên là cái thời gian tải về nó sẽ rất là lâu. Ok, như vậy là video đã được tải về. Thì bây giờ mình sẽ xem video. Đó, như vậy là video intro đã được xong. Các bạn thấy có nhanh không ạ? Thì trong vòng 3 đến 5 phút thì chúng ta đã tạo ra xong một cái intro rất là chuyên nghiệp. Đó, các bạn thấy nó chuyên nghiệp không? Đó, thì ok. Hy vọng rằng là video này sẽ giúp cho bạn tạo ra những intro thật là thú vị. Đó, và nếu bạn thấy video này hữu ích thì có thể là chia sẻ có thể chia sẻ cái video này của mình, và bạn có thể đăng ký cái kênh YouTube của mình. Ok, bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình để nhận thêm những video mới nhất từ Hùng Binance. Rất là cảm ơn và chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt.